Của nó chuẩn nha thương nha, bởi cái đá cắt nó có lập trình lắm, cứ muốn cái khớp kia có thể là nó lại khứa nó làm cái tất cả cái lối nó đều phải có cái kiểu này nó cứ em cái này em biết chưa phải mình thấy đây nó gần như cái nào dài cái đấy nha. Mình cứ hình dung ấy nó cũng giống như tất cả là cái tủ nó đều phải có cái mẫu như thế thì là nó cái độ cấu kết của nó cho cái mái to lắm nhất lên đấy hả? Vâng. Chưa cho đến đấy mà. Đến cái nữa xong mới đến đấy. Còn cái nhỏ nữa mới đến cái nữa để cái đằng sau đít này. Cái bập kìa. À bập xong cái mái to. Đưa đây luôn không? Đưa luôn chứ. Cái này thì bây giờ lên đây thì nó cũng chẳng liên quan gì nữa rồi. Sinh gái nhất, đẹp nhất, khang trang nhất, cái hàng to này, mình thấy đẹp, thấy thầy ghi rồi như như đã. Tối sáng tích gì? Nào nó không chế, nghĩa là chiều cao, chiều rộng, trừ thì muốn trang trí, nhưng mà cái phạm vi mà chỉ được thế. Mày đi vào 20 mét vuông vua của tao nhỉ? Mày làm gì mày ở trong đấy? Nhấn kiểu giật bắn lô thị trấn. Chỗ này ở chỗ nhà nhỉ? Ngồi đây sạch. Sắp thế. Rượu già chưa cháu thì uống rồi, chưa uống chén nào xong rồi. Mày có dám mời tao đéo. Không biết thằng này là đéo. Mày mời tao mỗi chén rồi dám mời.